Trở thành chàng trai đào hoa thì có gì vui? Seri áo sơ mi tay dài đơn giản y nguyên bản V 32, 33 và 34 sẽ giúp cho bạn trải nghiệm được cái sự đào hoa đó. Với em áo này, trước hết phải nói đến họa tiết vải caro mãi chẳng bao giờ lỗi thời đâu nha. Thiết kế đơn giản, nhấn nhá thêm logo kim loại, chất vải dày dặn thành phần là polyester rayon bền bỉ. Với tạo hình này, mấy bạn có thể mix match sáng tạo và layer phối cùng với hoodie và áo thun, rất chi là này nọ luôn đó nha. Biến hóa thành trai đào hoa không có khó, nhưng mà tìm áo này thì mấy bạn cứ đến nhé mấy nhé.